Em giới thiệu nhanh cho anh em một chiếc xe Toyota Camry 2.5Q. Đây là một chiếc xe màu đen được sản xuất năm 2019 nhá. Xe này mới chạy được có 21.000 km thôi. Anh em là đang quan tâm xe mới thì mà tài chính thì vẫn đang còn đắn đo thì mình có thể xem qua chiếc xe này. Đây cũng là một sự lựa chọn mà Sơn nghĩ cũng khá là kinh tế. Xe này được trang bị khá là nhiều đồ chơi option, camera 360, phim cách nhiệt, rồi lốc sàn, rồi nói chung là làm full rồi đấy. Anh em sử dụng xe là mua chiếc xe này thì hầu như là đỡ phải trang bị thêm. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là 1.235.000.000. Thì cái giá đây là giá mà đang chào thôi. Còn anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp để chúng ta biết được cái giá bán chính xác ha. Xe này thì bên Sơn sẽ hỗ trợ khoảng tầm 70%. 70% chiếc xe này thì anh em chỉ cần chuẩn bị trước cho bên Sơn khoảng tầm 300 là mình nhận được một chiếc xe rồi.